Đó, anh em mình nhìn cái lá là anh chị em mình cũng đủ biết là cái cây này nó sức nó cỡ nào rồi ha. Đó, ra Tết chơi bông tới tay xong bây giờ nó được như vậy. Ha. Xin chào tất cả các anh em mình đang xem kênh ha. Hôm nay em cũng quay lại cái cây mà em rút bồn nó lên khoảng tầm cái ngày 15 âm lịch này anh chị em mình. Ha. Hôm nay nó cũng tuột tất cả các vỏ trấu anh chị em mình ha. Cái cây này là để em nói một chút xíu rồi em vào cái vấn đề là ngày hôm nay em tưới nó ba loại khác nhau, chẳng hạn như cây nào mà em tưới dưỡng với lại hữu cơ, và cái cây nào em tưới chỉ mỗi dưỡng, và cái cây nào em tưới dưỡng với lại kèm với lại cơm cát anh chị em mình ha, dạng như kích thích nhẹ anh chị em mình. Đây anh chị em xem là sáng ngày 23, ngày hôm nay là đưa ông táo rồi. Chắc quý vị, quý anh chị mình tất cả cũng đã đều đưa ông táo rồi ha. Đấy. Cái cây này thì sáng hôm qua thì em cũng có kiểu như mình xe lại cái vàng tàn tán cho nó thành một cái dáng không cho nó đẹp đẽ. Thứ nhất, thứ hai nữa là mình bớt cái phần cái này nè anh chị em mình, bớt cái phần búp xanh này nè để cho cây mình nó đủ lực hơn, để cho cái cây mình nó nở, nó bông nó to, nó đủ sức hơn anh chị em mình ha. Đây, đây là sáng ngày 22 ngày hôm qua mà em đã lược tất cả các vàng nụ ở đầu cành nè ha. Có những cái mình phải cắt bỏ bớt anh chị em mình ạ, cho cây nó đủ sức á ha. Thì anh chị em mình xem nó sáng ngày 23 nó như thế này ha. Đấy, cây này hiện tại là cho khách thuê rồi, cho nên là chậu chiết đồ em cũng kêu thợ qua nó sơn đồng bộ hết. Thì cái cây này như cái hiện tại thì anh chị em mình khi mà bốc bồn vô á, thì tình trạng của nó là theo mình nhìn búp, mình búp mình biết á anh chị em mình, nhìn cái búp xanh của nó á, thì cái cây này hiện tại nó thiếu cái phần dinh dưỡng hữu cơ anh chị em mình ha. Thì hôm nay em cũng tưới cho nó một cái liều nhẹ dinh dưỡng hữu cơ. Thì em tưới rồi em cũng chia sẻ lại với anh chị, hãy các anh chị mình mà gặp cái trường hợp giống như em á thì anh chị em mình cũng có thể tưới ha. Thường là tầm này những cái cây mà của anh chị mà chắc là nằm chậu thuần chậu rồi á, cái giai đoạn này á, tháng 10 tháng 11 thì anh chị em mình đã tiếp sức cho nó cái phần dinh dưỡng tháng 10 tháng 11 á, thì chắc có lẽ là tầm này anh chị em mình cũng không cần ha. Thì cái N3M anh chị em mình pha với cái liều phân nửa 50% nha. Còn em ở đây thì cái cây, riêng cái cây rút bồn này á, thì bắt buộc em phải bổ sung. Tại vì khi mình rút bồn vô á, rồi mình bỏ vô chậu á, lúc đó mình chỉ mỗi tưới nước thôi anh chị em mình ha, cho nên là cái cây mình nó chưa có đủ sức. Đấy, cái hữu cơ anh chị em mình cũng pha một nửa anh chị em mình ha. Anh tưới thêm cái này cái cho nó lớn cái búp, thứ hai nữa là nó sáng cái phần búp anh chị em mình ha, nó đủ sức để mà nó nở cái bông của mình nó to nó đều hơn ha. Cái cây này á là em rút lên cái ngày 15 âm lịch, mà sáng ngày 18 là nó đã có cái biểu hiện là nó bung cái vỏ trấu, cho nên là em hãm nó, em không có đưa vô mát. Cái chậu này 1m1 lận em đinh không có nổi, cho nên là em để vào đây. Mà trong khi đó là ở trên em không có xịt gì hết, và ở dưới là em chỉ che lại hết tất cả các bầu đế, cả chậu luôn anh chị em mình. Có nghĩa là mình hãm cái nhiệt độ chậu, hành chậu trong chậu anh chị em mình ha. Hãm để cho nó mát dịu lại, là cái cây mình nó tránh cái trường hợp mà nó nở sớm anh chị em mình ha. Đấy, ngày hôm nay 23 thì em cũng bung hoàn toàn ra hết. Và em tưới cho nó một cái liều như hướng dẫn sử dụng, thì một liều nó sẽ là 50% ha. Đây, em cũng tưới trực tiếp lên cây cho anh chị mình xem. Nhớ nha, những cái cây mà nụ búp, mà những cái cây mà cái ngày 23 âm lịch này á, những cái cây nào mà của anh chị á, mà thứ nhất là nụ búp nó hơi bung vỏ trấu sớm,
trước cái ngày 23 này, khoảng tầm 20-21 mà cây của anh chị mà có trường hợp mà nó bung vỏ trấu á, thì anh chị em mình cũng tránh cái trường hợp là anh chị em mình pha với lại kích thích đồ nha. Vì nó làm cái cây mình nó nhanh lớn và nó sẽ nở 25-26 thì dở ha. Và cái phần tược đọt, cái phần tược đọt thì anh chị em mình cũng không nên bấm nha. Những cái cây nào mà đã anh chị em mình nó đã sớm rồi là anh chị em mình đặc biệt không bấm tược ha, để cho cái phần dinh dưỡng đó nó chi phối ra những cái tược đọt như vậy á, là nó hạn chế cái mức độ mà nó nở sớm. Đấy. Cái chậu này phủ bì nó là 1m3 anh chị em mình ha. Giọt lồng nó là 1m1. Năm nay thì tính ra cái thời tiết nó nhiệt độ nó hửng quá, cho nên là phần đa là các nhà vườn cũng có đều có cái hướng xử lý, mình thấy cũng các anh em xử lý cũng thành công hết rồi ha. Đấy. Em tưới cái cây này rồi em qua một cái trường hợp thứ hai. Em tưới cái phần dưỡng rễ nó khác, cho nên là anh chị em mình cũng xem cho hết video để đừng có tua, anh chị em mình sẽ thao tác nó sẽ không đúng thì nó không mang lại hiệu quả nha anh chị em mình ha. Rút cái cây lên thì phần đa là nó cũng phải ảnh hưởng đến bộ rễ anh chị em mình ha. Cây này nằm bồn thì bữa em có đăng cái sót cái ngày 15 âm lịch đó, em đăng cái sót nó 1 phút á, sẽ đăng nó vô nó rút lên, rồi em cũng có xử lý cái phần bộ đất sơ, em lấy nhẹ sơ để mà em cho vô chậu á, bữa đó em cũng có đăng á. Đấy anh chị em mình nhìn xem ha. Cây này đến nay thì nó bung khoảng tầm không có tuyệt đối nhưng mà nó cũng rơi vào 95% rồi anh chị em mình ha. Rồi, cái trường hợp mà cây em rút bồn lên nó bị đứt cái bộ rễ nhẹ thì em bổ sung cho nó một tí hữu cơ. Cái phần mà mình cũng cắt nước cho nó cũng phải tầm 5 ngày rồi anh chị em mình. Từ cái ngày mà 15 mà mình cho nó vô chậu tới giờ á, mình tưới bữa đó tới nay là cũng 8 ngày rồi anh chị em mình. Ha. Đó, không xịt không phun gì hết. Chỉ mỗi xịt sâu. Rồi. Đó là cái trường hợp của cây thứ nhất anh chị em mình ha. Bây giờ em sẽ đến trường hợp cái cây thứ hai. Đây. Có những cái trường hợp đem quay lại cái cây mà cách 2 ngày trước, cái bữa 21 á, em có quay cái video và em đập chậu để em hai cái cây này anh chị em mình xem ha. Sáng 23 nó cũng bung hoàn toàn hết rồi anh chị em mình ha. Những cái cây như thế này á thì em sẽ tưới cho nó một cái cử dưỡng mỗi N3M thôi. Anh chị em mình xem nha. Hầu như là nó bung, cái cây này mức độ nó bung phải nói là 98% anh chị em mình ha. Nó bung toàn tập từ ở trên ngọn xuống dưới gốc luôn ha. Thì cái cây này đập chậu thì mấy bữa em cũng đã có một cái clip cũng anh em mình xem ha. Đấy. Sáng 23 thì nó bung như dự đoán của mình á, dự tính của mình á. Ha, cây này rất ok, tuyệt vời anh chị em mình ha. Thì cái trường hợp cây này á, thì anh chị em mình chỉ tưới mỗi dưỡng N3M thôi ha. Rồi em cũng pha em tưới luôn. Nhớ là cái giai đoạn này á, ngay ngày 23 này anh chị em mình tưới với cái liều là N3M, anh chị em mình chỉ tưới 50% thôi nha. Cái một muỗng N3M đó anh chị em mình pha chỉ cho 20 lít nước anh chị em mình ha. Đó, lúc trước thì 2 muỗng N3M anh chị em mình pha cho 20 lít nước. Hiện giờ 1 muỗng N3M anh chị em mình pha cho 20 lít nước ha.
anh em mình mà tưới đủ dưỡng vô như thế này á, cái cây mình á lúc Tết á nó bung cái bông nó cực căng luôn, nó cực căng mà cái bông mình nhìn nó đủ sức lắm cơ. Tại vì để em nói thêm cái phần này nè, anh em mình không tưới á, cái giai đoạn này anh chị em mình không tưới dưỡng, hoặc tưới đây cái ngày 27, 28 em còn tưới một cử nữa, anh em mình không tưới dưỡng bông nó vẫn nở, nhưng cái vấn đề là nó nở bằng cái sức của nó, nó nở bằng cái sức của nó, cái nhựa của nó còn trong thân thì nó cũng sẽ nở. Nhưng mà nó có một cái trường hợp như thế này nè, nó nở rồi nó ra Tết nó sẽ bị đuối sức, vì nó trút hết cái nhựa của nó, bao nhiêu cái dinh dưỡng mà một năm nó dự trữ được nó trút hết vào cái nụ nút và cái phần lá đọt non này nè. Cho nên là khi mà cái cây mà nó đã nở bung hết, nó dùng hết sức của nó để nở thì ra Tết nó có cái nguy là cái cây mình nó dễ suy lắm. Đây là cái phần tưới dưỡng đợt 23 này, tới đây 27, 28 em cũng sẽ tưới một cử nữa. Mình hỗ trợ cho nó, mình hỗ trợ nó cái phần dưỡng này. Thứ nhất là bông trong cái giai đoạn trong Tết này nè, ngoài Tết là bông nó đẹp cái đã. Rồi cái phần mà dinh dưỡng như ngày hôm nay và cái ngày 28 tới đây á, là cái đó là cái mà để mà cho nó còn còn lại á, anh chị em mình nó còn sức, nó còn cái sức khỏe để mà ra Tết khi anh em mình xả tàn là nó đâm chồi đâm tược mới ha. Anh chị em mình phải lưu ý như vậy ha, chứ không phải là cái vấn đề tưới hay không tưới. Tưới hay không tưới thì mình hiểu theo cái kiểu mà tưới, tưới là để làm gì? Tưới để cho bông nó nở đẹp và nó còn cái phần dinh dưỡng nó tích trữ trong cây, ra Tết anh chị em mình xả tàn những cái dinh dưỡng nó còn lại như vậy á, nó còn sức như vậy nó mới đâm tược nổi ha anh chị em mình ha. Thì em nói như vậy á thì em sẽ có cái bằng chứng để em quay lại cái cây hôm Tết Tây, hôm Tết Tây cho anh chị mình xem ha. Đây em quay lại cái cây mà em chơi Tết Tây anh chị em mình ha. Cây Tết Tây này thì anh chị em mình xem cũng khá nhiều về nó rồi, anh chị em mình thấy không, khi tưới dưỡng không, xả tàn xong thì anh chị em mình thấy cái mức độ mà lá đọt nó đi như thế này là cái cây mình nó cực sung và khỏe anh chị em mình ha. Trong khi đó là em đã rút cây lên và em cắt cái đầu rễ nhẹ để mà em hai chậu ha. Đó thì anh chị em mình nhìn như thế này để mà anh chị em mình áp dụng ha. Đó anh em mình nhìn cái lá là anh chị em mình cũng đủ biết là cái cây này nó sức nó cỡ nào rồi ha. Đó ra Tết chơi bông tới tay xong bây giờ nó được như vậy ha. Rồi để mình tiếp tục mình tưới thêm một cây nữa anh chị em mình ha. Đây để em quay lại cái cây. Đây cái cây này là coi như là tưới xong anh chị em mình ha. Cái cây này là cái cây mà em vừa tưới xong ha, nụ búp nó vừa ra. Bữa nay 23 bắt đầu nó bung toàn tập như thế này nè. Rồi phần cái cây này anh chị em mình thấy nó bung không còn cái chỗ nào để mà nói nè ha. Anh chị em mình thấy không? Nhưng cái cây này á thì anh chị em mình tưới một cái liều cực loãng thôi ha. Vì cái cây này là cái cây mà nó đã nhộn nhịp, nó bung từ cái ngày 22 rồi. Thì anh chị em mình tưới cho nó vẫn là cái liều N3M, anh chị em mình tưới 50% thôi. Mọi khi N3M 2 muỗng là một hùng bê 20 lít. Thì anh chị em mình tưới 1 muỗng cho cái hùng bê 20 lít. Anh chị em mình tưới cho nó ha. Thì cái độ ẩm xương xương nó vẫn tầm 3 lít nước cho chậu 8 anh chị em mình ha. Đó. Anh chị em mình xem ha. Đây. Anh này ngày hôm nay cũng rộn ràng, thấy người ta hai bên người ta bung hết trơn, anh cũng bắt đầu anh bung theo nè anh chị em mình ha. Nứt hết. Đó, anh chị em mình xem ha. Đó, như cái trường hợp cây này anh chị em mình thấy không? Có một số nó còn nín lại thì cái cây này lại là một cái trường hợp khác ha. Đấy, như cây này nó bung toàn tập. Anh em mình thấy không? Bung từ bữa 22. Thì những cái cây này anh chị em mình, những cái lọc non như thế này anh chị em mình pha ngắt đã. Cái ngày nào anh chị em mình quyết định là 27, 28 giao cho khách thì anh chị em mình mới bắt đầu mới ra bấm một loạt ha. Mình bấm đọt một loạt, mình vuốt cây nhẹ lại ha, là bắt đầu mình chở đi giao. Đó anh chị em mình ha. Anh chị em mình thấy khi cái cây mà nó bung tróc hết vỏ trấu thì nó cũng song song với nó là nó đâm ở cái tược này ha. Thì anh chị em mình biết cái dinh dưỡng mà mỗi nước, nếu mà nguồn dinh dưỡng không có trong gốc ấy, nào là búp xanh như thế này và cái đọt non như thế này thì anh chị em mình thấy nó tốn bao nhiêu sức là biết rồi ha. Có nghĩa là sức nó bao nhiêu là nó tập trung là nó nuôi búp xanh và cái đọt lá như thế này nè ha. Cho nên là anh chị em mình phải bổ sung dinh dưỡng
chứ không bổ sung là ra Tết thì anh chị em mình biết một cái cây như thế này mà nở mà hết mùng mừ thì anh chị em mình biết cứ đó là nó chỉ còn 20-30%, còn cái phần mà nó nở trước thì nó đậu hình trái rồi nó quay lại nó lại nuôi trái nữa ha. Thì cái phần trái đó thì thường ra Tết mùng 8 mùng 10 là anh chị em mình xả rồi ha, mà trong cái đó lá non thì nó vẫn còn ở trên cây thì anh chị em mình cũng tùy cơ ứng phó cái giai đoạn đó sau Tết anh chị em mình ha. Thì lúc đó thì cũng có những cái clip em ra nó đều 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 từng công tác từng ngày một để anh chị em mình có cái để mà tham khảo anh chị em mình ha. Đấy rồi quay lại cây này anh chị em mình thấy không, nó bung vẫn tầm 60%, còn 40% thì nó mới gọi là hí hí thôi nè. Anh chị em mình thấy nó hí hí như thế này nè ha. Thì trường hợp này anh chị em mình sẽ pha cơm cát kèm với N3M ha. Cái N3M anh chị em mình vẫn pha là 50%, còn cái cơm cát anh chị em mình pha nguyên một gói cho cái hùng B, cho cái hùng B đây em cũng pha tưới trực tiếp luôn cho anh chị em mình xem cái cây này đi ha. Đấy ngày hôm nay là em tưới nó ba cái trường hợp nó khác nhau như vậy á. Bữa sau mà mình không tưới cây nào nó giống cây nào là như vậy anh chị em mình ha. Đây anh chị em mình xem em pha trực tiếp luôn ha. Rồi N3M anh chị em mình vẫn cứ lưu dùng ấy thôi. Như cái cây này chậu chính thì em sẽ pha vẫn tầm 4 lít nước anh chị em mình ha. Thì 4 lít nước thì như 2 muỗng á, 2 muỗng N3M dung như thế này á thì anh chị em mình tưới cho 20 lít nước. Mà bây giờ 50% á thì anh chị em mình một muỗng như thế này 20 lít nước ha. Thì bây giờ em pha 4 lít nước thôi thì em lấy khoảng tầm ít hơn nửa muỗng một chút xíu anh chị em mình ha. Ít hơn nửa muỗng một chút xíu. Đấy. Rồi. Còn cái cơm cát là cái này. Ha. Thôi em cũng pha nó đầy đủ đi để dư em tưới luôn những cây khác đó. Em cũng pha đúng 20 lít cho anh chị mình xem ha. Nè hơn nửa muỗng nè, cộng với lại ít hơn nửa muỗng nè, bằng một muỗng nè đó. Cái liều nó 50% là anh chị em mình nè, một muỗng N3M 20 lít nước và một gói như thế này luôn anh chị em mình ha. Đây là gói cơm cát. Còn cái coi cái cây hồi nãy mà em tưới đầu tiên á, đầu tiên vào bi déo á thì cái đó là em pha cái hàng đạm nước, đó là cái hàng HVB ấy, anh chị em mình ha. Cái ngày 23 maximum là cái ngày 24 là anh chị em mình phải bung vỏ trấu hết rồi, không bung là nó muộn liền. Bữa sau cái Tết đó, chẳng hạn như cái cây anh em chơi á thì anh em nở ngày mùng 1 có thể là 20-30%, nở sau anh em cũng phải chấp nhận hết. Còn cái cây mà nuôi cho khách như thế này á thì anh chị em mình biết rồi, phần đa mà nuôi cho khách như thế này á, tất cả là người ta muốn mùng 1 ít gì cũng phải được 50%, 50%. Chứ em mình biết cái ngày mùng 1 là cái ngày mà gia đình nội ngoại có thể là người ta sum họp vào cái ngày đó, mà cái mai của anh em mà trong cái đó nở nó chỉ cần 10-15% mà nó lác đác, chụp hình chụp ảnh rồi lên nhìn coi toàn là búp xanh không cũng đâu có được đâu anh chị em mình ha. Khách phần đa là 10 ông khách thì cũng 9 ông khách cứ yêu cầu là cứ mùng 1 là phải nở 50%, nở cái dàn hực cây vậy đó. Đấy em chỉnh là cái máy em quay cho nó dễ ha. Thì cái video này em tốn cũng 20 phút để em cho nó cụ thể cho anh chị em mình xem ha. Đấy rồi cây này tới đây á, tới cái ngày mà nó bung đều và nó nở nó như thế nào em cũng quay lại anh chị em mình xem ha. Tại những cái cây này thì tầm 27-28 thì em cũng đã người ta đến người ta bóc cây hết trơn rồi. Cái khu này làm sao là coi như là cũng tạm ổn anh chị em mình ha. Hôm nay em được cái lượng cây khách quen những năm trước á, rồi họ hàng bạn bè, thì năm nay em ra cũng được tầm
khu này khu bên hông và khu trước thì cũng tổng lực thì nó cũng được 80% anh chị em mình ha. Em chỉ còn 20% nữa thì giờ tới Tết chỉ còn một tuần nữa thì mình tranh thủ 20% đó, thì có khách nữa thì mình chốt, nếu mà được 90% trở lên là đạt anh chị em mình ha. Rồi thôi, clip đến đây cũng anh chị em mình em chia sẻ cái phần đó, anh chị em mình cũng thấy nó đầy đủ rồi ha. Đó là ba cách, ba cái loại búp xanh để anh chị em mình tưới cho nó phù hợp ha, nó đủ dinh dưỡng như vậy thì ra Tết anh chị em mình chăm cây nó rất là khỏe ha. Rồi thì những cái phần tược tước như thế này anh chị em mình phan bấm đó nha ha, tất cả cái ngày chuẩn bị đi giao trước một ngày anh chị em mình bấm ha. Rồi clip đến đây em cũng xin tạm dừng và hẹn tất cả các anh em mình những video tiếp theo nha.